Lãnh địa tại mạc thế chương 981, ai gây rối đều phải chết. Trên ngọn núi cửu long cao chót vót phía xa, mây mù cuộn trào. Đột nhiên, sương mù dày đặc hóa thành một con rồng đang dương nanh múa vuốt, mạnh mẽ lao thẳng về thành phố đại đạo. Những nơi sương mù đi qua, những tên bị quân đoàn chấp pháp trấn áp, siêu phàm cấp 2 còn chưa chết đều biến mất. Ngay cả một tên siêu phàm cấp 3 của liên bang thất diệu cũng bị cuốn vào trong đó. Trong lòng trưởng lão hồng diệu rùng mình không thôi hắn lần thứ hai thiêu đốt bản nguyên và kích hoạch thánh khí hư hại một lần nữa một ánh sáng đỏ xuyên qua bầu trời xuyên qua đám mây và tiến tới con rồng sương mù kia con rồng gầm lên một tiếng ầm ầm tên cường giả bị cuốn ở trong đó liền bị văng ra phía xa trận pháp phòng thủ của đại đạo tông có thể ngưng tụ ra một con thú sao ngay cả khi nó rời xa hạch tâm trận pháp nó vẫn có thể phát huy ra được sức mạnh vốn có của mình trưởng lão hồng diệu cũng không hề ngạc nhiên nói cách khác đại đạo tông không có những lá bài tẩy nằm ngoài dự đoán của bọn chúng vậy thì nó sẽ không hề hợp lý chút nào một số chùm ánh sáng bay ra từ ngọn núi cửu long từng làn sóng áp lực khổng lồ bao trùm cả thành phố ở trong thành phố đại đạo bất luận người nào gây rối đều phải chết bên trong thành phố lúc đầu liên bang thất diệu âm thầm bố trí người để gây ra cuộc hỗn loạn này về sau một số dị tộc định nhân cơ hội này để hôi của và bọn chúng cố gắng đập phá cửa hàng và cướp đi những vật phẩm có giá trị trong đó còn có nhân loại số lượng quá nhiều và ở bên trong thành phố quá hỗn loạn quân đoàn chấp pháp không thể nào quán xuyến được hết tất cả các nơi điều khiến cho hắn cảm thấy vui mừng đó chính là thành phố đại đạo cung cấp cho nhân loại chỗ trú ẩn khiến cho nhân loại có thể thẳng lưng mà nhân loại không phải người nào cũng là kẻ vô ơn bạc nghĩa một số cường giả nhân loại đã tự giác xung phong duy trì trật tự và trấn áp những tên tội phạm lĩnh vực vương giả màu vàng mênh mông và bao trùm cả thành phố đại đạo tất cả những tòa nhà dường như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu vàng những chiến sĩ của quân đoàn chấp pháp những cường giả nhân loại hỗ trợ trấn áp đám tội phạm bọn họ chỉ cảm thấy cơ thể mình ấm áp và sức mạnh vô tận tuôn ra từ bên trong cơ thể bọn họ ngược lại những tên tội phạm quỳ xuống với khuôn mặt tái nhật một số đơn giản ngất đi, chỉ có những tên tội phạm có thực lực siêu phàm mới miễn cưỡng chống đỡ, nhưng hành động của bọn chúng cũng chậm chạp như những con ốc sên. Bọn chúng giống như bị những ngọn núi hàng trăm triệu tấn đè lên người mình. Ngoại trừ những tên tội phạm siêu phàm cấp 2 bị quân đoàn chấp pháp trấn áp và bị thần long mang đi. Những tên tội phạm còn lại thấy tình hình không ổn, nhanh chóng bỏ trốn. Một số tên thì bắt những người khác làm con tin, dù sao điểm yếu của những quan chức cấp cao đại đạo tông quá rõ ràng. Một số tên thì không làm ra động tĩnh lớn, bọn chúng một lần nữa ngụy trang và giả vờ làm người qua đường vô tội. Đường vũ cũng không thể nào phân biệt hết từng người một, bên trong thành phố có quá nhiều dấu chấm đỏ. Nếu như anh tìm hết tất cả những người đó anh chỉ sợ mình có thể sẽ bị bệnh đau mắt đó và những gì anh nhìn thấy đều sẽ có màu đỏ. Vì thế, công chủ đường vương tay ra, nắm ở trong hư không một cái. Lách cách, nó nghe giống như âm thanh của tiếng thủy tinh vỡ vụn, những dấu chấm đỏ ở bên trong thành phố rõ ràng nhất, hầu hết đều là siêu phàm cấp 2 và một số tên là siêu phàm cấp 3, không gian xung quanh tan vỡ và thân thể của những tội phạm siêu phàm cấp 2 giống như những tấm gương bị đánh nát. Những miếng thịt vụn bị hút vào dòng chảy hỗn loạn của không gian. Bọn chúng bị ngọn gió hủy diệt thổi trúng và những mảnh thịt vụn còn sót lại đang được bản nguyên chữa trị liền hóa thành bột. Một số cường giả âm thầm quan sát đều hít một hơi thật sâu một số tên siêu phàm cấp 3 thoát khỏi ảnh hưởng của lực lượng không gian và không gian vỡ nát. Bọn chúng bỗng nhiên nhảy lên bầu trời. Tuy nhiên, bọn chúng đã bại lộ thân phận của mình. Chiến cùng ngư đồ, long duệ kênh, chủ nhân của trân bảo cắt đa bảo thuật sĩ, thung lũng gào thét, vô xương. Những cường giả âm thầm quan sát không khỏi hít một hơi thật sâu. Bọn họ suýt chút nữa không thể nào thở nổi. Những tên siêu phàm cấp 3 bị ép xuất hiện Bọn họ đều là những nhân vật siêu phàm cấp 3 có danh tiếng dữ dội. Bọn họ chính là những cường giả đơn độc, có người thì đứng đầu thế lực, nhưng không có bất kỳ ngoại lệ nào. Bọn họ đã là những cường giả đứng đầu ở trên đại lục so với một đám cường giả khác, so với những trưởng lão của liên bang thất diệu, bọn họ còn muốn hơn một hay hai bậc. Đại đạo Tông đang gặp nguy hiểm, không ngờ tới liên bang thất diệu lại tìm nhiều cường giả hàng đầu tới như thế. Chưa chắc, đại đạo Tông nhất định sẽ không có chuẩn bị. Tuy nhiên, chúng ta chỉ là siêu phàm cấp 2, nếu như chúng ta chuồn đi thì tốt hơn. Một khi trận chiến bộc phát thì những cường giả nhân loại nhất định sẽ không thể nào chống đỡ nổi thành phố này. Thật đáng tiếc. Ngưu Đồ và những người buộc phải xuất hiện bởi sự sụp đổ của không gian. Điều đó nằm ngoài ý muốn. Điều đó cũng không hề nằm trong kế hoạch của bọn họ. Tuy nhiên, Ngưu Đồ không hề do dự, hắn sải bước và đấm ra một quyền. Nancy vung kiếm ra, ầm ầm long duệ kênh và những cường giả khác cũng lao tới bên trong thành phố còn có tới 6 tên siêu phàm cấp 3 xé rách lớp ngụy trang bay lên trời và bao vây một số trưởng lão của đại đạo tông từng vòng sóng khí khủng bố khuếch tán ra vô số người ở dưới mặt đất đều lộ ra vẻ hoảng sợ một cây quyền trượng màu xanh lam xuất hiện ở trong tay y liên cô nhẹ nhàng gõ xuống ngay lập tức ở trên bầu trời liền xuất hiện hư ảnh băng giá phủ đầy tuyết trắng tuy nhiên thành phố đại đạo ở dưới hư ảnh băng giá kia vẫn còn nguyên vẹn. Đó là thánh khí. Trưởng lão Hồng Diệu tinh mắt liền nhận ra ngay. Cây quyền trượng màu xanh băng giá với ánh sáng tản ra uy thế của thánh khí. Hơn nữa, nó còn là một kiện thánh khí hoàn chỉnh. Hai mắt của hắn đỏ lên. Toàn bộ liên bang thất diệu cũng chỉ có ba món thánh khí bị hư hại, đây đã là thế lực hàng đầu ở trong các thế lực khác. May mắn thay, Đại Đạo Tông vì bảo vệ thành phố đã sử dụng phần lớn sức mạnh của thánh khí. Đó là một việc làm ngu ngốc. Thành phố Đại Đạo hiện tại chia thành nhiều chiến trường. Hôi Nhận và Tạ Y đang đối mặt với hai tên siêu phàm cấp 3 của bộ tộc Hồng Diệu và một tên siêu phàm cấp 3 của bộ tộc Quốc Diệu. Bộ tộc Bạch Vũ thì bị hai tên siêu phàm cấp 3 ngăn cản. Hơn nữa, các cường giả siêu phàm cấp 3 từ khắp nơi trong thành phố Đại Đạo bỗng nhiên xuất hiện. Ngưu đồ dẫn đầu và những cường giả khác liền bao vây những trưởng lão của đại đạo tông. Ở cuối chân trời, một quân đoàn khổng lồ xuất hiện. Quân đoàn do mấy chục chiếc thuyền bay hình thành. Bên ngoài thuyền bay, còn có siêu phàm cấp 1 và cấp 2 đang bay theo đội hình. Đối đầu với một số tên siêu phàm cấp 3 của liên bang thất diệu. Người cầm đầu chính là trưởng lão của bộ tộc quan diệu, hắn là người mạnh nhất ở trong liên bang thất diệu. Hắn từ xa nhìn thành phố đại đạo náo nhiệt, rất hài lòng nói, chúng ta diệt trừ sự uy hiếp của đại đạo tông, còn có thể tiếp nhận một tòa thành phố náo nhiệt, cũng không tồi. Quân đội được chuẩn bị để tiêu diệt những lực lượng kháng chiến còn sót lại và đàn áp bọn chúng. Dựa theo kế hoạch, trưởng lão quan diệu không cần phải ra tay. Hắn chỉ cần ngồi chỉ huy để đề phòng mà thôi. ầm ầm Bầu trời tự hồ muốn vỡ ra, từng vết nứt không gian tinh tế xuất hiện sau đó nhanh chóng biến mất dưới tác dụng tự chữa trị của thế giới. Liên bang thất diệu đang chiếm ưu thế, siêu phàm cấp 3 hầu như luôn là hai đánh một, ba đánh một. Thậm chí còn có cả ngư đồ, long duệ kênh, cốt vương đều là những cường giả. Tuy nhiên, sự kiên cường của đại đạo tông vẫn vượt những gì mà trưởng lão Hồng Diệu suy nghĩ. Hắn nhìn về phía hai tên nữ nhân loài người đang cầm thánh khí và thanh kiếm dài được bao phủ bởi một ánh sáng dài 40 mét màu tím. Hai người này có thể sánh ngang với cường giả siêu phàm hàng đầu là Ngưu Đồ. Ngược lại, tông chủ Đại Đạo Tông hơi chật vật không ít. Chứng tỏ đối phương còn thừa sức, hắn còn đang đề phòng những thủ đoạn khác của chúng ta, dù sao cũng là người mạnh nhất của tông môn. Tiếp tục chiến đấu như bây giờ, e rằng chúng ta phải mất mấy ngày mấy đêm mới có thể giết chết cường giả của Đại Đạo Tông. Hơn nữa, nó còn phải ở điều kiện đối thủ không quyết tâm bỏ chạy. Điều đó là không thể. Vào thời khắc mấu chốt, những cường giả loài người mạnh mẽ kia không có khả năng quan tâm đến thành phố và đám người yếu ớt như những con kiến kia. Nếu bọn họ muốn bỏ chạy, phe của bọn họ nhiều nhất ngăn cản lại một hoặc hai tên siêu phàm cấp 3 mà thôi. Thật may, trưởng lão Hồng Diệu nhìn về phía một vị tộc trưởng khác. Bởi vì hắn đang đeo mặt nạ nên không thể nhìn thấy tâm tình thay đổi, xuất hiện vẻ vui mừng, nếu không phải Hồng Diệu cung cấp loại nước thần có thể hòa tan thể xác và linh hồn, coi như kế hoạch của chúng ta có chu toàn đến cỡ nào cũng không thể nào tiêu diệt toàn bộ đại đạo tông. Nếu bọn họ không thể nào tiêu diệt toàn bộ những thành viên cấp cao của đại đạo tông, vậy thì liên bang thất diệu của bọn họ cũng không thể nào mở ra trận đại chiến lần này. Hiện tại đã đến lúc sử dụng nước thần ăn mòn rồi. Trưởng lão Hồng Diệu lộ ra sơ hở, hắn để cho hôi nhận, tạ y và những trưởng lão khác của đại đạo tông hội hợp lại với nhau. Hắn một mực quan sát tông chủ đại đạo tông, không có ra tay ngay lập tức. Hắn hành động giống như những siêu phàm cấp 3 khác, trưởng ra những đòn phép thuật. Lúc này, hắn nhìn thấy phía sau lưng tông chủ đại đạo tông. Không gian đột nhiên hơi dao động, một bóng người gần như hoàn toàn đen kịt xuất hiện và giơ tay liền đâm tới. Con dao thần binh lặng lẽ xuyên qua không gian mà không hề gây ra bất kỳ tiếng động nào. Trưởng lão Hồng Diệu chờ con dao đó xuyên qua thân ảnh của tổng chủ đại đạo tông. Sau đó, hắn mới phát hiện người xuất thủ đó chính là sát thủ vô ngân ma ảnh tuy nhiên thân ảnh bị con dao xuyên thủng kia hơi biến dạng và biến mất đó cũng chỉ là một dư ảnh mà thôi thân ảnh của tông chủ đại đạo tông xuất hiện cách đó trăm mét quả nhiên đó là một loại năng lực không gian ngay bây giờ hai mắt trương lão hồng diệu sáng lên và một cái lọ được làm bằng vật liệu đặc thù xuất hiện ở trong tay của hắn giống như một cái xúc tu nắp chai mở ra một dòng nước đen như trùng ánh sáng liền bắn về phía của Tông chủ Đại Đạo Tông. Không hề có bất kỳ dao động năng lượng đặc biệt nào. Nó cũng vừa lúc xảy ra ở thời điểm mà đối phương bị mắc kẹt không có khả năng né tránh được nữa. Hắn thấy Tông chủ Đại Đạo Tông đã ngăn cản đòn tấn công của ma ảnh bằng một thanh kiếm bằng tay trái và há miệng phun ra một ngọn lửa đỏ. Ngọn lửa nhanh chóng xoay tròn, nó giống như một cơn lốc xoáy bao phủ hoàn toàn dòng nước đen bắn tới. Ngay sau đó, Hả? Không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự va chạm năng lượng. Cơn lốc lửa uy thế ngập trời giống như bị ngâm ở trong dòng nước biển vô tận. Ngay lập tức nó liền đã bị dập tắt đi phân nửa. Chỉ có dòng nước đen không tầm thường kia vẫn bay tới không hề suy giảm và dính vào trên người của tông chủ đại đạo tông. Thành công rồi. Nửa lít nước thần ăn mòn. Trưởng lão Hồng Diệu nhìn thấy biểu hiện của tông chủ đại đạo tông biến ảo khó lường ký ức không ngừng suy giảm và toàn bộ thân hình hoàn toàn bị chôn vùi ở trong dòng nước thần đến phút cuối cùng. Thành công. Trong lòng anh vô cùng chắc chắn. Cô gái cầm trong tay thanh đại kiếm tràn đầy sự bi thương và tức giận, trên thân kiếm liền nổi lên một vần sáng màu tím. Phân thân số hiệu 135 của lãnh chúa đại nhân đã chết rồi, các ngươi đều phải đền mạng cho ta. Trưởng lão Hồng Diệu hơi sửng sốt. Sự bi thương gian lên từ đáy lòng không thể nào giả được. Bên trong không gian liền vỡ ra một lỗ hổng, nó kéo dài sang hai bên và tạo thành một cánh cửa không gian. Một bóng người có hình dáng và khí tức giống y chang với tông chủ của Đại Đạo Tông, từ trong cánh cửa không gian bước ra. Nếu muốn nói sự khác biệt, chắc có lẽ do quần áo, con số 134 được vẽ ở trên bộ quần áo trắng bình thường kia, nó không phải là con số ở trong Sơn Hải Đại Thế Giới. Nếu hỏi hắn tại sao có thể hiểu được, bởi vì con số đó được viết bằng ngôn ngữ Rung à trưởng lão hồng diệu cảm thấy càng trở nên buồn rầu hơn xúc tu cầm cái bình rỗng đó cứ xem nó như là xúc tu đi bộ tộc hồng diệu được tạo ra từ các chùm ánh sáng và không hề có các chi xúc tu của hắn vẫn còn đang run rẩy toán bộ nửa lít nước thần ăn mòn đấy vì để giết chết tông chủ đại đạo tông trưởng lão cố ý tăng thêm liều lượng hắn không hề nghĩ tới tông chủ đại đạo tông có thể tạo ra phân thân tuy nhiên phân thân của hắn lại có thể tránh thoát một đòn tấn công trí mạng của sát thủ vô ngân ma ảnh hay sao bạn phải biết phân thân cũng có điểm mạnh và điểm yếu của nó giống như ma ảnh trước đó chỉ bị chém mất một phân thân bình thường tổn thất cũng không hề lớn hôm nay hắn muốn trả lại mối thù lần trước ma ảnh liền xúc động bản thể hoặc một khối phân thân mạnh nhất có thể giết chết phân thân mạnh nhất của tông chủ đại đạo tông khó có thể đạt được mục tiêu chiến lược tuy nhiên Phân thân số 135, chuyện gì đang xảy ra? Một mình hắn có thể tạo ra hơn 100 phân thân hay sao? Hay muốn nói phân thân số 135 là mạnh nhất? Trưởng lão Hồng Diệu gần như mất trí rồi. Cô gái bên phía nhân loại tự hồ quá mức đau buồn. Cô ta liền thiêu đốt bản nguyên và đánh bại một số siêu phàm cấp 3 bên phía bọn họ. Bởi vậy, một số cường giả đều bị thụ thương và những tên chạy tới chi viện cũng tạm thời tránh đi mũi nhọn chỉ còn lại 7 tên siêu phàm cấp 3 bộ tộc Hồng Diệu bọn họ đang cố gắng chống đỡ, dường như bản nguyên cứ như thế mà bị hao tổn. Trưởng lão Hồng Diệu cũng không thể nào hiểu. Bạn đau buồn cái gì khi một phân thân chết đi? Người đau buồn không phải là tôi hay sao? Trận chiến cứ thế mà tiếp tục. Những tên chạy tới chi viện kia, bao quát cả những người nội bộ ở trong liên bang thất diệu, Bọn họ không hề biết ác chủ bài bên phía mình là nước thần và cũng không biết tại sao trưởng lão Hồng Diệu lại đau buồn. Tình cảnh hiện tại thì liên bang thất diệu vẫn đang chiếm ưu thế. Trưởng lão Hồng Diệu lấy lại bình tĩnh, khi một tên chi viện ở bên ngoài khác là con mắt hủy diệt ra tay đánh lén. Hắn liền mở ra cái bình thứ hai. 300ml nước thần ăn mòn được vẫy về phía của Y Liên. Dòng nước thần màu đen lơ lửng không cố định, bất kỳ nguồn nguyên lực nào bị nhiễm phải. Nó sẽ mất đi hiệu lực ngay lập tức. Y Liên vẫn còn đang điều khiển thánh khí để hấp thu hậu quả của trận chiến. Một tấm khiên băng hình lục giác ngưng tụ ở trước người cô và bảo vệ bản thân. Nước thần ăn mòn cũng không hề quanh co và những nơi nó đi qua giống như những phép thuật bị tan rã. Một số dư ba của trận chiến đi đến gần nước thần đó cũng biến mất không hề thấy tăm hơi. Y Liên sớm đoán trước, để dày thủy tinh liền toát ra những tinh thể băng. Nó giống như một con đường đi đến tận nơi xa. Cô bước trên con đường băng giá và khi dòng nước thần ăn mòn sắp tới gần, cô liền xuất hiện ở đầu bên kia con đường. Dòng nước đen xuyên qua dư ảnh của cô không hề dừng lại, nó liền rẽ hướng và tiếp tục bay tới Y Liên. Nó giống như đang truy tung theo mục tiêu, tốc độ càng ngày càng nhanh, ngay cả thị lực của siêu phàm cấp 3 cũng khó mà theo kịp. Một chiếc vòng tròn nhỏ xuất hiện ở trong tay Y Liên. Nó vòng lên theo hướng gió. Bên trong vòng tròn chính là một vùng không gian hút hết tất cả phép thuật ở xung quanh. Ngay cả dư ba của trận chiến, bao quát cả dòng nước ăn mòn cũng hút hết vào bên trong. Không. Lực hút đối với dòng nước ăn mòn không hề có tác dụng. Tuy nhiên, vòng tròn nhỏ đã chặn lại con đường bay của dòng nước thần màu đen và nó cứ thế mà đâm đầu vào. Thần binh siêu phàm cấp 3 loại hình thu nạp. Bên trong không gian của loại thần binh này, tuy không thể nào so sánh với tiểu thế giới của thánh khí nhưng nó cũng có thể dung nạp sinh vật sống trong thời gian ngắn. Hơn nữa, nó còn có thêm loại uy năng trấn áp. Vô cùng quý giá. Dòng nước đen giống như những con giòi khi bị nhốt vào bên trong không gian vòng tròn nhỏ. Điều này khiến cho trưởng lão Hồng Diệu vô cùng khó coi. Ngay sau đó, vần sáng ở trên chiếc vòng tròn nhỏ kia vốn sáng rực, hiện tại liền trở nên ảm đạm. Tuy nhiên, nó vẫn chưa bị vỡ nát hoàn toàn, nhưng bất cứ ai có con mắt tin tường đều có thể nhìn thấy chiếc nhẫn siêu phàm cấp 3 này đã bị phá hủy hoàn toàn. Quy năng của nó còn thừa lại cũng không đủ xài lần nữa. Ngưu đồ cảm thấy đau lòng không thôi. Một kiện thần binh loại thu nạp sinh vật sống tương đương với giá trị của ba món thần binh loại hình tấn công. Một kiện thần binh siêu phàm cấp 3 có thể so với 10 món và mấy chục kiện thần binh siêu phàm cấp 2. Ngưu đồ đau lòng nhìn chiếc triều thần binh đang chậm rãi khôi phục hắn không nỡ sử dụng, chỉ có thể dùng nắm đấm để đi đánh kẻ thù. Ai, nếu lúc đó mình ở trong tụ bảo các có thể rút ra kiện thần binh siêu phàm cấp 3 thì cho dù là thần binh siêu phàm cấp 2 cũng tốt nha. Tất cả đều là lỗi của đại đạo tông. Chiếc mặt nạ đeo ở trên khuôn mặt già nua của trưởng lão Hồng Diệu thay đổi từ khó coi tới miệng mở to, rồi tới cười như đóa hoa cúc rực rỡ. Thật không hổ danh là ngọn nước thần có thể giết chết siêu phàm cấp 3 ngay cả thần binh cấp 3 cũng không thể nào chịu nổi. Ta cũng không tin Đại Đạo Tông còn có thể xuất ra một kiện thần binh loại thu nạp. Nước thần dễ sử dụng hơn những gì hắn tưởng tượng. Trưởng lão Hồng Diệu cũng không chờ đợi cơ hội, hắn liền lấy ra một bình nhỏ chữa 300ml nước thần và vẫy lên người của Y Liên. Nói cái này cũng hơi lạ, rõ ràng nước thần ăn mòn kia không hề có tri giác, không có chức năng định vị tinh thần. Tuy nhiên, chỉ cần vừa mới ném nước thần này ra giống như bị đánh dấu mục tiêu vậy. Cho đến khi dòng nước thần ăn mòn không còn nữa thì nó sẽ theo đuổi cho tới chết không thôi. Sau khi người phụ nữ nhân loại kia né tránh vài lần, tốc độ của nước thần càng lúc càng nhanh. Cô liền ném một thanh thần binh cấp 3. Sau khi lưỡi kiếm chạm vào nước thần thì nó hơi mờ đi một chút, nhưng dòng nước thần quét qua thanh kiếm, nó chỉ bị tiêu hao một chút và tốc độ bay của nó không hề giảm đi. Hai mắt trưởng lão hồng diệu nhìn chăm chú, cơ thể trong suốt của hắn lóe lên quần sáng. Một vị trưởng lão của bộ tộc hồng diệu cũng nhìn chăm chú, quần sáng cứ liên tục nhấp nhô, biểu hiện cho thấy tâm trạng của hắn đang phức tạp và căng thẳng của hắn ta. Nữ nhân loài người kia không có cách nào để tránh nó. Nancy Đường vũ hô to Nancy dùng kiếm đẩy lùi mấy tên siêu phàm cấp 3, cô biểu môi. Sau một hồi do dự, Cô vẫn không cam lòng khi túng lấy người thanh niên đang mặc bộ quần áo có vẻ số 134 ở bên cạnh. Khi cô bột phát sức mạnh cánh tay ném ra bên ngoài, người thanh niên kia bay như một viên đạn pháo, không, anh bay với tốc độ ánh sáng và bay tới y liên chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi 0.0001 giây và va chạm với nước thần ăn mòn. Khoảng cách bay ngắn hơn so với dịch chuyển của không gian. a, à, ta lại chết nữa rồi. Tên phân thân bình thường kia lại biến mất và nước thần ăn mòn cũng biến mất theo. Má, vẫn là tiếng hét kia khiến cho trưởng lão Hồng Diều cảm thấy khó chịu không thôi. Một lát sau, một phân thân giống nhau như đúc lại xuất hiện với bộ trang phục có số hiệu là 233, những phân thân trước của ngươi đều xếp sau số 233 sao? Thật đáng sợ. Tông chủ của Đại Đạo Tông quả thực đáng sợ. Tới bây giờ, hắn vẫn chưa tìm ra sức mạnh thật sự của tên kia nước thần ăn mòn chỉ còn lại có 1.900ml, vốn cho là đủ để giết chết năm sáu tên siêu phàm cấp 3, nhưng trong lòng của trưởng lão Hồng Diệu đã không còn chắc chắn nữa rồi. Hắn không đem nước thần ăn mòn vẫy ra nữa, mà nhanh chóng áp sát chống lại dòng năng lượng đáng sợ kia. Hắn còn cố tình tránh đi vị trí của tông chủ đại đạo tông. Mình rắc nước thần ăn mòn ở gần kẻ thù, ngươi sẽ không bao giờ có thời gian để sử dụng cơ thể của mình làm lá chắn nữa. Vì thế, Trưởng lão Hồng Diệu liền thấy từng tên tông chủ đại đạo tông từ bên trong không gian bước ra và phân tán đến các vị trí khác nhau. Khí tức cũng không hề mạnh, thực lực chỉ có siêu phàm cấp 2 ở sơ kỳ và trung kỳ. Tuy nhiên, trưởng lão Hồng Diệu lại cảm thấy trong đó có ẩn dấu bí mật nào đó, một tên siêu phàm cấp 2 lại làm sao có thể ở trong chiến trường siêu phàm cấp 3 sống sót hay sao? Ngay cả dư ba cũng không thể nào đánh trúng. Phân thân lãnh chúa đường cảm thấy ủy khuất. Mẹ, nếu như phân thân chúng ta có thực lực siêu phàm cấp 3, liệu chúng ta có bị ném ra bên ngoài để làm bi đỡ đạn hay không? Bản tôn chắc chắn sẽ đau lòng không thôi. À, hình như cũng không có phân thân siêu phàm cấp 3, bản tôn thì giả là một tên trưởng lão bình thường ở trong đại đạo tông, trong khi hắn vừa chống cự qua loa, vừa cảm nhận được sự khuếch tán. Hắn tập trung vào việc điều khiển phân thân để tránh đi những đòn tấn công phép thuật. Cảnh giới, sức mạnh, tốc độ và nguyên lực của phân thân so với bản tôn nếu so với phân thân hệ không gian còn kém hơn rất nhiều đấy chính là lỗ hổng của sự chênh lệch tuy nhiên nếu nhìn theo khía cạnh khác thì anh có thể cảm nhận được những hệ pháp tắc khác bản thể có thể dịch chuyển phân thân cũng có thể dịch chuyển bản thể có thể hư hóa phân thân cũng có thể làm như thế điều khác biệt duy nhất đó chính là năng lực phản ứng và khả năng chống đỡ kém hơn nhiều vì thế Bản thể của anh ở chỗ này và không gian phát tắc có thể tùy ý. Thế nên, trưởng lão Hồng Diệu cũng không thể nào nhìn thấu, một mực nắm chặt bình nhỏ kia không dám ném ra bên ngoài. Đường vũ âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Đừng nhìn thấy anh bình tĩnh như thế, nhưng anh cũng đã phân tích mấy trăm ml dọc nước thần ăn mòn kia cũng không đủ bi hiếp tới tính mạng của Y Liên và Nancy như thế. Dù sao thì đó cũng chỉ là suy đoán của bản thân hắn mà thôi cảm giác khi phân thân bị giết chết giống như cảm giác mình đã chết đi nó giống như nguyên lực và linh hồn bị ô nhiễm tất cả sức mạnh đều bị rút hết ra anh thử trải nghiệm hai lần nhưng cũng không thể nào chịu nổi tốt nhất có thể tìm được phương pháp hóa giải nước thần ăn mòn kia một tháng trước có thể bên phía mình sẽ gặp nhiều phiền phức hiện tại bọn họ có thánh khí và một số thánh khí bị hư hại cũng không khó khăn mấy bọn họ gặp nhiều khó khăn đó chính là bên kẻ thù có quá nhiều siêu phàm cấp 3. Mỗi một bộ tộc trong liên bang thất diệu đều phái ra một hay hai tên siêu phàm cấp 3. Bao gồm cả trưởng lão Hồng Diệu ở bên trong, còn có 3 trên trưởng lão cấp bậc cường giả. Đây chính là 11 tên siêu phàm cấp 3. Mặt khác, ba thế lực hàng đầu khác cũng phái ra tổng cộng tới 9 tên siêu phàm cấp 3. Ngoài ra, Ngưu Đồ và những tên cường giả đơn độc cũng tới viện trợ tổng cộng siêu phàm cấp 3 xuất hiện ở đây đã vượt quá 30 tên. Hiện tại, chỉ có 22 tên siêu phàm cấp 3 đang bao vây lấy bọn họ. Ngoại trừ, ba tên siêu phàm cấp 3 của liên bang thất diệu đang tọa trấn đội quân ở cuối chân trời. Chắc hẳn còn có tới 7-8 tên siêu phàm cấp 3 đang ẩn nấp ở bên trong và bên ngoài của thành phố đại đạo. Phạm vi lãnh địa vốn được bao phủ đến giai đoạn thứ hai của dự án. Bên trong còn có ba dấu chấm đỏ vô cùng bắt mắt giống như những mặt trời nhỏ. Anh yên lặng sử dụng tài nguyên, giá trị niệm năng, mở rộng phạm vi lãnh thổ ra toàn bộ thành phố đại đạo. Số chấm đỏ bắt mắt đã tăng lên 4. Đường vũ hơi nhíu mày. Bọn chúng đều cách chiến trường ra xa. Một khi dư ba bột phát có thể dễ dàng đột phá hư ảnh băng giá vĩnh cửu, dù sao hư ảnh cũng không có năng lực phong tỏa. Tuy nhiên, trực giác lại nói cho anh, chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Anh cắn chặt hàm răng, lấy đại đạo tông và thành phố đại đạo làm khu vực trung tâm phạm vi lãnh địa không ngừng lan rộng ra bên ngoài mỗi một cây số đều phải trả bằng vô số nguyên tinh trong lòng của lãnh chúa đường không ngừng nhỏ máu cảm nhận được ánh mắt căm hận của tông chủ đại đạo tông trưởng lão hồng diệu đã hạ quyết tâm hận là đúng bản thân ngươi hận là do ngươi quá bất lực phạm vi lãnh thổ tiếp tục mở rộng ra ngoài bao trùm cả dòng sông và vượt qua các đỉnh núi một điểm sáng đặc biệt bắt mắt xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi không thể nào tiếp cận. Ở bên cạnh còn có mười mấy điểm sáng bắt mắt khác. Quả nhiên còn có mai phục. Đường Vũ suy đoán sẽ có quân mai phục ngăn cản bọn họ. Tuy nhiên, nếu như liên bang thất diệu chiếm ưu thế thì bọn chúng sẽ là những người hỗ trợ. Không bao lâu, phạm vi lãnh địa dần khuếch tán ra ngoài. Ba địa điểm mai phục khác lại xuất hiện, tất cả đều có một tên siêu phàm cấp 3 và 10 tên siêu phàm cấp 2. Đường Vũ vừa suy nghĩ vừa quơ thanh thần binh trường kiếm. Trong số tất cả những tùy tùng, những người có chiến lược mạnh nhất và bản nguyên vững chắc nhất đều có mặt ở trên chiến trường chính bên trong thành phố. Những người còn lại là Tinh Linh, Tinh Nguyệt, Tiểu Lật, Gia Po, Ender. Bọn họ được xem như là tiểu đội hạng 3. Bọn họ không thể trực tiếp giết chết một tên siêu phàm cấp 3, trong thời ngắn không thể nào làm được, nhưng kéo dài thời gian thì bọn họ vẫn có khả năng. Điều duy nhất đường vũ lo lắng nhất chính là những đội quân mai phục kia, trên người cũng có nước thần ăn mòn. Không sai biệt lắm. Hắn búng cổ tay lên, một bảo bối đặc thù làm bằng bạc và những xiền xích đang xen vào nhau xuất hiện ở trong tay anh. Đó là thánh khí, tất cả hãy cẩn thận. Những cường giả ở bên phía liên bang thất diệu cũng nhanh chóng phản ứng lại. Lúc này, bọn chúng liền rút lui về phía sau, đề phòng món thánh khí không biết rõ uy lực như thế này. Một đường màu xám quét tán ra bên ngoài. Tốc độ cực nhanh, các cường giả liên bang thất diệu rút lui cũng không thể kịp né tránh. Bọn họ bộc phát nguyên lực để ngăn cản, nhưng phát hiện đường màu xám kia không hề gây tổn thương gì đến bản thân bọn họ. Không đúng. Không gian đã thay đổi. Người đầu tiên phản ứng lại đó chính là Ma Ảnh, hắn đã chạm đến pháp tắc không gian. Bất cứ nơi nào đường màu xám đi qua, bầu trời và những kiến trúc đều chuyển sang màu xám trắng thời gian giống như ngừng trôi. Từng tiếng la hét hoảng loạn ở trên đường phố đã hoàn toàn biến mất. Ngoại trừ bọn họ ra, không còn bất kỳ khí tức sức sống nào khác ở bên trong phạm vi bọn họ cảm nhận. Không, ngoại trừ bọn họ đang ở trên chiến trường chính. Bên trong thành phố đại đạo còn có 4 tên cường giả siêu phàm đang ẩn nấp, 15 tên siêu phàm cấp 2 và 68 tên siêu phàm. Bọn chúng đều xuất hiện ở bên trong không gian xám trắng, trên những con đường phố vắng vẻ kia nó giống như bước vào mặt khác của thế giới vù từng luồng khí xám trắng lướt qua 68 tên siêu phàm cấp một liền chết đi chỉ trong nháy mắt 15 tên siêu phàm cấp 2 bị đóng băng ngay tại chỗ với vẻ mặt sợ hãi bọn chúng bị luồng khí màu đen ở bên trong cơ thể không ngừng phá hư oanh xúc tu của trưởng lão hồng diệu đã đánh bay luồng khí xám đang trôi tới trong nháy mắt sương mù màu xám xuất hiện càng lúc càng nhiều ở trong không gian đã bị bao phủ bởi một màu xám xít, tầm nhìn của chúng không thể nào nhìn xa hơn cỡ 10 mét. Trưởng lão Hồng Diệu không ngừng bộc phát nguyên lực, nhưng ông không thể nào triệt tiêu hết đám sương màu xám trắng này. Giống như hắn không có cách nào triệt tiêu hoàn toàn nguyên lực luôn tồn tại ở trong thiên địa. Hắn chỉ có thể để cho nguyên lực hùng học bao bọc kín mít hết toàn bộ cơ thể. Tuy nhiên, hắn giống như bị ngọn núi khổng lồ đè lên người, nguyên lực vận chuyển một cách chậm chạp. Những xúc tu hệ nguyên tố luôn vận chuyển qua lại bên người của hắn liền trở nên thờ ơ với bản thân hắn. Ta không thể nào chịu nổi nữa rồi, chỉ có thể thiêu đốt bản nguyên để kéo dài thời gian. Một tên siêu phàm cấp 3 có yếu cỡ nào, một khi lớp bảo vệ nguyên lực bị phá vỡ, hắn chỉ có thể thiêu đốt bản nguyên đem mình bao phủ lại. Đây chính là thánh khí loại phong ấn. Chúng ta cùng nhau tấn công đem cái kết giới của thánh khí phá vỡ thôi. Trưởng lão Hồng Diệu hét lên. Ông nhìn về phía ma ảnh, anh có thể phán đoán ra bên trong không gian này, có chỗ này tương đối yếu hay không? Chuyện này cứ giao cho ta, coi như là thánh khí, cũng phải nhìn người đó có thể phát huy ra được uy năng hay không? Mà ở phương diện không gian, ma ảnh luôn tự xưng mình là cường giả hàng đầu ở trong lĩnh vực không gian. Một lát sau, hắn bắn ra một tia nguyên lực, những cường giả của liên bang thất diệu đồng loạt ra tay một loạt sóng xung kích kinh khủng do nguyên lực bắn ra và đụng phải hàng rào kết giới của thiên địa tỏa thiên địa rung chuyển nhưng không gian vẫn bình yên vô sự thánh khí cũng không dễ dàng phá vỡ như thế tất cả mọi người cùng nhau thiêu đốt bản nguyên đi ma ảnh nói thậm chí những chùm sáng càng đáng sợ hơn đã hội tụ thành một chùm ánh sáng xuyên qua thiên địa nó phá tan lớp sương mù xám và đánh trúng vào hàng rào kết giới ở độ cao khoảng mấy chục nghìn mét thiên địa lại rung chuyển lần nữa, một phần xám trắng của thành phố đại đạo đã sụp đổ hơn phân nữa. Tuy nhiên, vết nứt không gian thì chả thấy xuất hiện. Những cường giả siêu phàm cấp 3 thiêu đốt bản nguyên lại bị những thành viên cấp cao của đại đạo tông truy sát. Ký tức của bọn chúng đã quể oải đi rất nhiều. Nhất định bản nguyên của chúng ta thiêu đốt chưa đủ. Ma ảnh vẫn không chịu từ bỏ. Trưởng lão Hồng Diệu đã đem bản nguyên thiêu đốt tăng lên tới 5%. Bỗng nhiên, hắn nhất thời sửng sốt, không. Chuyện này không đúng, đại đạo tông không giống như bị phát hiện sơ hở và liều mạng để ngăn cản. Hắn đã sống hơn chục nghìn năm, Nancy và những người kia diễn xuất vẫn còn nhiều sơ hở. Hắn cẩn thận quan sát liền phát hiện tình huống có gì đó không đúng. Nơi đó không phải là điểm yếu của không gian. Còn muốn thiêu đốt bản nguyên để làm gì? Ma ảnh, không lẽ ngươi chính là nội gián mà đại đạo tông phái tới bên chúng ta sao? trưởng lão hồng diệu phát hiện ra chuyện này hơi chậm không ít cường giả đã bộc phát thiêu đốt bản nguyên lại tấn công một lần nữa đường vũ cảm thấy hơi băn khoăn anh giả vờ tạo ra một lỗ nhỏ khoảng một cm ma ảnh tinh mắt chú ý tới điểm này hắn liền hét lớn có hiệu quả quả nhiên có hiệu quả các anh em chúng ta cần phải ra sức thêm nữa đúng rồi trưởng lão hồng diệu không phải ông còn có quân ác chủ bài đó chính là nước thần ăn mòn hay sao thứ đó chắc chắn sẽ có hiệu quả đối với thánh khí. Nhanh đi, ông chỉ cần dùng liều lượng lớn, nhất định sẽ phá vỡ không gian bị phong tỏa kia. Nói không chừng, ông còn có thể phá hủy đi thánh khí nữa. Những tên chạy tới hỗ trợ và những cường giả của liên bang thất diệu đều nhìn về phía trưởng lão Hồng Diệu. Tất cả bọn họ đều nhìn thấy được uy lực của nước thần ăn mòn, bọn họ đều gật đầu. Vần hào quang của trưởng lão Hồng Diệu hơi nhấp nháy, sắc mặt biểu lộ hơi khó coi móa nó, tên ma ảnh này chắc chắn là nội gián, vì thế hắn không thể nào mắc bẫy được. tuy nhiên, mình không thể nào nói thẳng ra, chắc chắn sẽ khiến cho sĩ khí bị giảm đi. đột nhiên, hào quang trên người trưởng lão hồng diệu sáng lên. mẹ nó, mình thật là ngu xuẩn, cứ bị những suy nghĩ nội gián kia làm cho mê muội. mình chỉ cần trực tiếp giết chết những trưởng lão đại đạo tông liền xong rồi sao? bạn phải biết, cho dù bọn họ đang ở trên sân nhà đối phương nhưng bọn họ có tới 26 tên đi đối đầu với 12 tên, ưu thế vẫn không hề nhỏ. Ông cứ mãi suy nghĩ tào lao nên đã quên mất. Bản thân ông đã yêu cầu ma ảnh đi phán đoán ra khu vực có không gian yếu nhất. Tốt, tất cả hãy sẵn sàng, đợi ta ra tay thì tất cả hãy cùng ra tay. Trưởng lão Hồng Diệu nói. Một số bình nhỏ có cùng chất liệu đã xuất hiện ở trên tay hắn, nắp chai được mở ra. Hắn không muốn ném hết 1.900ml còn lại, mà hắn lắc lư cái bình nhỏ để phân tán nó ra nước thần ăn mòn giống như những giọt nước bị vẩy ra ngoài bắn về phía tất cả những trưởng lão của đại đạo tông chúng ta không cần quan tâm tới kết giới không gian chúng ta chỉ cần giết chết hết kẻ thù ở bên trong kết giới thì phần thắng sẽ thuộc về chúng ta nước thần ăn mòn giống như những giọt mưa rơi đầy trời không có cách nào để tránh được ngay cả khi lấy phân thân để làm khiên chắn có thể ngăn cản được bao nhiêu giọt cũng vô ích mà thôi 1900ml nước thần ăn mòn đã được chia thành hàng chục ngàn giọt nước. Lít nha lít nhít. Có lẽ không thể nào quét sạch hết tất cả trong một lần, nhưng chỉ cần vài giọt rơi trên người trúng phải vài tên. Nó chắc chắn sẽ khiến cho những trưởng lão đại đạo tông bị thương nặng. Chỉ cần sức chiến đấu của bọn chúng bị tổn hao nhiều, phe của bọn chúng có thể trong khoảng thời gian ngắn liền có thể bắt giữ được đám người kia. Kết giới không gian cũng sẽ tự giải trừ mà không cần phải tấn công. Bọn chúng cũng có thể thu hoạch được một món thánh khí hoàn chỉnh. Khá là tốn kém. Hàng chục nghìn giọt nước thần ăn mòn liền bắn ra. Sau đó, một cuộc tấn công đáng sợ đến từ Liên bang Thất Diệu đã thiêu đốt bản nguyên của chính bọn hắn. Màn sương xám bao phủ toàn bộ kết giới không gian, ngay lập tức bị nước thần ăn mòn rửa sạch. Trưởng lão Hồng Diệu nhìn một cách chăm chú. Lần này, không thể lại. Hắn nhìn thấy một người trưởng lão đại đạo tông trong lòng bàn tay của hắn liền xuất hiện một cái dĩa tròn. Khi hắn ném cái dĩa ra ngoài, chiếc dĩa đó lập tức mở rộng với đường kính khoảng 100 mét. Phía bên dưới cửa ra vào. Ngay sau đó, 10 vị trưởng lão của Đại Đạo Tông liền trốn vào ở trong chiếc dĩa bay hình tròn. Nước thần ăn mòn rơi trúng trên chiếc dĩa bay hình tròn đó. Bạch. Trên lớp vỏ màu trắng của chiếc dĩa bay kia, một làn khói đen liền bốc lên vần hào quang ở trên người trưởng lão hồng diệu nhấp nháy càng lúc càng nhiều ngay cả nửa giây hắn cũng không dám rời mắt bạch nước thần ăn mòn đang tiếp tục ăn mòn lớp vỏ bên ngoài của chiếc dĩa bay đó bạch nước thần ăn mòn tiêu hao không còn sót lại thứ gì làn khói đen bốc lên rồi biến mất không còn gì cả trưởng lão hồng diệu nước thần của mình một mảnh lớn nước thần đâu mất rồi sao không nghe bất cứ tiếng ồn gì hết vậy nước thần ăn mòn không phải trong giới thiệu nói có thể ăn mòn mọi thứ sao ngay cả cường giả vô địch cũng không thể nào ngăn cản được vần hào quang ở trên người hắn chuyển sang màu đỏ hắn nhìn về phía chiếc dĩa bay hình tròn kia chiếc dĩa bay hình tròn liền bột phát ra uy áp pháp tắc của thánh khí dần dần khuếch tán ra bên ngoài lại là một món thánh khí nó vẫn là loại thánh khí có khả năng phòng thủ tại sao đám nhân loại lại giàu có đến như thế Nước thần của ta, quân ác chủ bài của ta. Trưởng lão Hồng Diệu đã bị Thánh khí Thiên Chu làm cho khiếp sợ. Sau đó, hắn mới nhận ra, mình đã đổ hết tất cả nước thần ăn mòn theo như lời đề nghị của Ma Ảnh. Tất cả? Ma Ảnh, ngươi chính là một tên nội gián. Mẹ kiếp. Ma Ảnh, không phải ta, ta không phải là nội gián, tôi thật sự vô tội. Ánh mắt của những siêu phàm cấp 3 khác nhìn qua Ma Ảnh cũng không hề giống như lúc trước bọn họ cẩn thận suy nghĩ lại. Lúc trước, đại đạo Tông thu nhận đệ tử, ma ảnh đánh lén không thành công, ngược lại bị giết chết một cổ phân thân. Ngay lúc đó, những thám tử của các thế lực khắp nơi chỉ có thực lực siêu phàm cấp 2. Bọn hắn cũng không thể nào nhìn ra chuyện gì, cũng là điều đương nhiên. Ma ảnh tổn thất chỉ là một cổ phân thân bình thường. Nó có khả năng là giả. Bây giờ nghĩ lại, kẻ chịu trách nhiệm đánh lén tông chủ đại đạo tông cũng là ma ảnh mỗi lần hắn ra tay ám sát đều vô cùng tinh tế, nhưng trên thực tế thì luôn kịp tránh đi. Ngay cả một trăm tên phân thân của tông chủ đại đạo tông, một tên cũng không thể nào bắt được. Nếu cẩn thận suy nghĩ lại, cho dù là cường giả vô địch, mỗi phân thân cũng không thể nào có thực lực mạnh như thế. Tại sao, ma ảnh ngay cả một cái phân thân cũng không thể nào làm bị thương? Hiển nhiên, ma ảnh chính là tên nội gián, vụ ám sát chỉ là diễn kịch mà thôi. Ngay cả việc để cho chúng ta thiêu đốt bản nguyên để phá hủy kết giới và lừa trưởng lão Hồng Diệu dùng hết ác chủ bài của mình, wow, đại đạo tông thật quỷ quyệt. Không nghĩ tới ngươi lại giấu sâu đến như thế. May mắn, lão già ta đây cũng không đưa cho ngươi một phần nước thần ăn mòn, nhưng ta lại phát hiện chuyện này quá muộn. Ma ảnh vô cùng ủy khuất. Tuy nhiên, hắn được bao phủ một lớp màu đen, không ai có thể nhìn thấy biểu cảm ở trên khuôn mặt hắn ta. Nó giống như lạnh lùng nhìn qua bọn họ, dùng ánh mắt khinh thường nói, bởi vì, các ngươi quá mức ngu ngốc, ngay cả mánh khóe đơn giản như thế, cũng không thể nào nhìn ra. Một số siêu phàm cấp 3 của liên bang thất diệu liền bao vây tới ma ảnh. Một số cường giả vẫn còn hoài nghi, nhưng bọn chúng cũng không dám tùy ý để ma ảnh ẩn nấp ám sát. Ma ảnh cũng không dám hành động. Nếu hắn ra tay thì cái nồi này sẽ không bao giờ được rửa sạch. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những tên siêu phàm cấp 3 tiến tới gần và không ngừng giải thích. Trưởng lão Hồng Diệu, không nghe, không nghe. Lúc này, chiếc dĩa bay không hề có ai để ý tới, tiếng ù ù vang lên. Nó liền hóa thành vệt sáng va vào. Ầm ầm. Mấy tên siêu phàm cấp 3 liền bị đụng bay xa mấy chục dặm. Sắc mặt của bọn chúng vô cùng hoảng sợ. Nhưng, chỉ có ma ảnh dựa vào việc sử dụng không gian mới có thể dễ dàng tránh né. Ngươi còn nói mình không phải là nội gián? Trưởng lão Hồng Diệu tức giận hét lên. Bên ngoài thế giới, sau khi những thành viên cấp cao của Đại Đạo Tông và những cường giả Liên Bang Thất Diệu đều biến mất. Toàn bộ thành phố dần khôi phục lại trật tự. Hai tên siêu phàm cấp 3 của bộ tộc Bạch Vũ đều nhìn nhau. Một giây trước, bọn họ còn đang đấu tay đối với hai tên siêu phàm cấp 3 của Liên Bang Thất Diệu. Ai có thể nói cho bọn họ biết chuyện gì đang xảy ra hay không? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Trong suy nghĩ của hắn, không biết nên đi hay ở lại lỡ như đại đạo tông thất bại thì bọn họ ở lại chỗ này cũng hơi nguy hiểm trước tiên chúng ta hãy chờ đợi tôi cảm thấy đại đạo tông cũng không hề đơn giản như thế hơn nữa đại đạo tông không có để cho chúng ta vào bên trong kết giới hỗ trợ tộc trưởng đương nhiệm của bộ tộc bạch vũ lên tiếng hắn cố ý thu thập tin tức của mấy vị trưởng lão đại đạo tông trong đó một đầu tin tức đến từ vùng biển vô tận nội dung không được rõ ràng cho lắm nhưng Hắn lấy ra một bảo vật hình quả trứng với cánh chim màu trắng, "Trước tiên, hãy để cho đám hậu bối của bộ tộc ta giữ lấy pháp bảo này. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng có thể tương đối ứng phó." Thành phố đại đạo cách đó hàng trăm cây số. Những dao động của trận chiến đột ngột biến mất. Một số siêu phàm cấp 3 của liên bang Thất Diệu đang ẩn nấp mai phục, cảm giác có chuyện gì đó không đúng. Một tên siêu phàm cấp 3 mai phục ở bên trái ngọn núi Cửu Long liền ra lệnh: liên hệ với gián điệp ở bên trong thành phố đại đạo. Tên siêu phàm cấp 2 liền lấy ra một thiết bị đưa tia phù văn. Những hoa văn phức tạp sáng lên, kéo dài một thời gian vẫn không hề thấy biến hóa gì. Hắn lại thay đổi một số hoa văn phù văn khác. Một lúc sau, vần sáng của cơ thể hơi đen lại, đại nhân, tôi không thể nào liên lạc được, ngay cả ba vị trưởng lão tôi cũng không thể nào liên lạc được. Tên siêu phàm cấp 3 của diệu tộc Trầm Tư nhất định đã xảy ra chuyện hắn không hề biết chuyện gì đang xảy ra đối với bọn chúng có lợi hay có hại hắn chỉ có thể làm ra phán đoán của chính bản thân mình ở lại đây một nửa và tiếp tục mai phục liên hệ với những trưởng lão ở những vị trí khác những người còn lại theo ta tiến vào bên trong thành phố đại đạo thành phố cách xa hàng trăm cây số bọn chúng vẫn có thể nhìn thấy một số khói lửa vẫn chưa tắt nhưng khí tức nồng đậm của sự sống vẫn không hề giảm đi bao nhiêu một đám cường giả của liên bang thất diệu và quân chi viện cũng không hề thấy đâu. Siêu phàm cấp 3 của bộ tộc quốc diệu bay lên bầu trời. Những tên siêu phàm cấp 2 liền theo sát ở phía sau và để lại một vệt trắng ở trong không khí khi đang di chuyển, kéo dài một đường khi đi tới thành phố tráng lệ. Đường này không thông. Japon đang nghe truyện trên TV audio CV mặc một chiếc áo choàng, những đốt ngón tay lấp lánh kim loại và bay ra từ một hướng khác. Nắm đấm nắm chặt không khí mỏng như tờ giấy bị hắn đánh nổ. ầm ầm Xúc tu của trưởng lão quốc diệu hội tụ một chỗ và hình thành nên một bàn tay to tráng kiện và cũng đấm ra một quyền. Sau khi ánh sáng vàng rực rỡ đi qua, một đám mây hình nấm bùng nổ. Từng người một đều bay ngược ra bên ngoài. Hào quang của trưởng lão bộ tộc quốc diệu liền hóa thành vẻ ngưng trọng, đại đạo tông các ngươi, tới bây giờ có bao nhiêu tên trưởng lão siêu phàm cấp 3. Gia Pôn lắc áo choàng, vẻ mặt vô hai, ngươi đoán thử trưởng lão quốc diệu cũng không hề nổi lên gân xanh đành phải nói các ngươi đi trước ở trong thành phố điều tra một chút cẩn thận làm việc chờ ta tiêu diệt tên nhân loại trước mắt này rồi đến sau gia bôn ngươi nghĩ mình mạnh vậy sao tuy nhiên anh vẫn chuyên tâm đối phó với tên kẻ thù trước mặt tên quốc diệu này là tên đầu tiên khụ một trong những tên địch mạnh nhất từ khi anh được triệu hồi đến nay không gian tinh thần thì không được tính Trận chiến giữa hai tên siêu phàm cấp khiến cho thiên địa phải thay đổi, nhưng chỗ này cách thành phố đại đạo còn một khoảng. Những người dân ở trong thành phố cũng chỉ có thể nhìn thấy pháo hoa rực rỡ ở trên bầu trời. Những tên siêu phàm cấp 2 của bộ tộc quốc diệu đã bỏ qua dư ba ở khu vực trung tâm, nhanh chóng bay về phía thành phố đại đạo. Ánh kiếm liền lướt ngang qua người bọn hắn. Sư phụ đã căng dặn, không thể để cho các ngươi đi qua. Thượng Cung Linh, người mặc áo choàng của đệ tử Tông Môn, cô bước lên không trung với thanh kiếm ở trong tay. Cô liền xuất ra mấy kiếm, hành động của những tên siêu phàm cấp 2 nhìn cô bỗng trở nên chậm chạp, giống như không hề phát hiện trước đó, ánh kiếm liền xuyên thủng người bọn hắn. Máu tươi chảy ra chậm hơn rất nhiều. Thậm chí, ngay cả tiếng hét giống như bị kéo dài ra, chuyển thầm âm vực ta a a cao vút. Thượng cung linh liếm môi, cô giống như một con mèo bắt được cá, vẻ mừng rỡ ở trên khuôn mặt cô không thể nào che giấu phía nam thành phố đại đạo đầm lầy sương mù bộ tộc hoàng diệu đã nhận được tin tức tấn công đến từ bộ tộc quốc diệu ở phía bắc hào quang trên người tên trưởng lão hoàng diệu hơi thay đổi có chuyện không ổn rồi nhanh chóng truyền tin để cho đồng bào ở hai bên phía đông tây tiếp tục mai phục chúng ta sẽ từ phía nam tiến vào thành phố đại đạo tìm hiểu hết mọi chuyện bọn chúng xông ra khỏi đầm lầy sương mù liền thấy hai người phụ nữ nhân loại giống nhau như đúc ngăn cản bọn họ cách đó không xa từ khi nào? Chị, 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 xem ra đám người này chính là mục tiêu của chúng ta. Tinh Nguyệt, lãnh chúa đại nhân có căn dặn, không được phép để bất kỳ người nào thoát đi, giám sát chặt chẽ một chút. Hào quang trên người trưởng lão Hoàng Diệu tản ra thành từng vòng. Thân thể bùng phát ánh sáng chói lọi, biểu hiện ra thực lực của hắn lúc này. Các ngươi có biết hay không, cho dù ta chỉ là một tên trưởng lão nhỏ bé, nhưng ta vẫn ngồi ở trên ghế chờ đã, từ khi nào trận pháp khổng lồ được kích hoạt ngay dưới chân của bộ tộc Hoàng Diệu, vô số sợi xích màu xanh lam từ trận pháp bay ra. Xiền xích là hư ảo, bọn chúng không thể nào chạm được, chém cũng không được, nhưng nó lại có thể khóa chặt bọn họ. Bất kể xông ra từ hướng nào thì bọn họ cũng không thể nào thoát được phạm vi của xiền xích. Tinh lạc Trên bầu trời, từng vì sao lấp lánh rơi xuống. Hào quang ở trên người trưởng lão Hoàng Diệu lại thay đổi. Hắn đột nhiên lao lên nhưng bất ngờ bị vô số xiềng xích kéo lại ở trên không trung. Ầm ầm. Những vì sao lấp lánh rơi xuống trên người trưởng lão Hoàng Diệu. Dư ba của trận chiến khuếch tán ra ngoài khiến cho đám siêu phàm cấp 2 của bộ tộc Hoàng Diệu vừa xông đến thì lại bị ngã nhào. Tuy nhiên, bọn chúng cũng không thể nào thoát ra khỏi phạm vi trận pháp, giống như bị nhốt ở trong một cái máy giặt cửa trước thật lớn, cứ thế quay đều hết lần này tới lần khác. Trưởng lão Hoàng Diệu luôn muốn nói chửi bới nhưng cũng không thể nào nói ra. Phía tây thành phố Đại Đạo. Bộ tộc Thanh Diệu, nếu dựa theo kế hoạch, bọn chúng sẽ tiếp tục mai phục. Đột nhiên, hào quang trên người tên siêu phàm cấp 3 bỗng thay đổi. Hai điểm mai phục ở phía xa. Trưởng lão của bộ tộc Quốc Diệu và bộ tộc Hoàng Diệu đều bộc phát ra khí tức cường hãn. Ship. Chẳng lẽ bọn chúng gặp phải cường giả của Đại Đạo Tông, không lẽ đại đạo tông dùng thủ đoạn nào đó để gài bẫy chủ lực của bộ tộc chúng ta sau đó bọn họ mới ra tay đối phó với chúng ta trưởng lão thanh diệu không có thời gian để suy nghĩ cẩn thận tại sao đại đạo tông có thể phát hiện ra vị trí của bọn chúng bọn chúng có hơn chục tên cường giả đều thu liễm khí tức lao thẳng về phía rừng cây bên kia bọn chúng cũng không dám bay một lão già bên phía nhân loại cầm cây quyền trượng màu nâu cao bằng ông bước ra từ phía sau khu rừng Xuất hiện cùng một lúc còn có hơn chục tên nhân loại khác, nhưng bọn họ thực lực chỉ là siêu phàm mà thôi. Chỉ có các ngươi thôi sao? Trưởng lão Thanh Diệu cảm nhận khuếch tán ra bên ngoài, bên trong phạm vi cũng không cảm thấy mối đe dọa nào khác. Nếu không thì ngươi ở chỗ này tán gẫu với lão già một chút. Lão pháp sư Ender cười tủm tỉm, dù sao già cả rồi, tốt nhất không nên ra tay thì tốt hơn. Trưởng lão Thanh Diệu hơi tức giận. Ông nghĩ tôi là một tên ngu hay sao? Ông vẻ ngoài thì có vẻ già nua, nhưng khí tức cũng không hề yếu ớt chút nào, làm gì có điểm già yếu ở chỗ này. Tôi đã hơn 8.000 tuổi rồi vẫn còn chưa nói ra nhé. Trưởng lão Thanh Diệu cũng không thèm để ý tới và ném một quả cầu ánh sáng năng lượng về phía Enger. Năng lượng dao động đáng sợ bùng nổ và một bức màn nước gợn sóng ngăn cản vụ nổ trước mặt nhân loại. Cơ thể già nua này cần phải hoạt động tí rồi. Ông quay sang nhìn về phía tàu tinh hoa và những đệ tử khác, các ngươi đối với những tên siêu phàm cấp 2 kia. À, còn chuyện này nữa, thành tích chiến đấu sẽ được tính làm điểm trung binh kỳ thi hàng năm của Tông Môn, giới hạn là 10 phút. Sau 10 phút, mỗi một phút trôi qua sẽ bị trừ một điểm. Đệ tử Tông Môn đang hưng phấn. Ngài là ma quỷ hay sao? Phía đông, tiểu lật chống nạnh, cô trực tiếp tìm đến chỗ mai phục của bộ tộc Lam Diệu. Ta thay mặt nhân loại trừng phạt các ngươi, ha ha. Trưởng lão Lam Diệu giống như không có nghe thấy, cảm nhận hoàn toàn được giải phóng. Đồng thời, hắn ra lệnh cho những ở trong bộ tộc đề phòng xung quanh. Tất cả cần phải cẩn thận, những bộ tộc khác đều gặp phải cường giả mai phục, đánh lén chúng ta không có khả năng là một tên tiểu tử nhân loại như thế này được. Trưởng lão Hồng Diệu có nói, nhân loại rất là xảo quyệt và tàn nhẫn. Bởi vì muốn sáng tạo cơ hội đánh lén chúng ta, ngay cả trẻ em cũng phái ra chiến trường không cảm nhận được khí tức của những nhân loại khác, nhất định chuyện cũng không hề bình thường. Trưởng lão Lam Diệu khẳng định phán đoán của mình đã đúng. Nếu như thế, chúng ta sẽ sang bằng khu vực xung quanh. Từng làn sóng năng lượng bột phát ra ngoài. Những khu rừng, đất, đất ở xung quanh đều biến thành cát bụi. Tiểu lật bị người ta phớt lờ một cách tàn nhẫn, cô cúi đầu xuống, vẻ mặt đen xì, hai tay nắm chặt lấy. Tức quá đi, dãy núi thiên thanh là một nơi cách xa thành phố đại đạo một đạo quân gồm hàng chục chiếc thuyền bay đang chậm rãi bay về phía thành phố đại đạo một đám mây dày đặc giống như một tấm màn phủ kính ở trên dãy núi thiên thanh người dân ở trong thành phố không thể nhìn thấy chỉ có thể nhìn thấy bóng của đạo quân khổng lồ bao phủ đến chân trời khi bay lên cao hàng chục nghìn mét tương tự ở trên bầu cao hàng chục nghìn mét trưởng lão của bộ tộc quan diệu cũng có thể nhìn thấy sự phồn hoa của thành phố đại đạo và hư ảnh của vùng đất băng giá ở phía trên thành phố và hàng chục siêu phàm cấp 3 đang giao chiến ở trong hư ảnh đó. Đế quốc Nhai Tâm và Liên quân Tám Vương quốc lớn chiến đấu trong mấy năm qua cũng chưa bao giờ xảy ra cuộc chiến nào với quy mô như vậy. Tuy nhiên, nếu như Tám Vương quốc từng bước một xâm chiếm thì thu hoạch có thể được bao nhiêu? Nó không thể nào so sánh đến việc tổn thất. Chúng ta cũng không giống như thế, Tấn công một cách chớp nhoáng, chỉ cần giải quyết xong hết thành viên cấp cao của Đại Đạo Tông. Phần còn lại nhân loại đối với Đại Đạo Tông vừa mới thành lập được mấy tháng, chắc chắn sẽ không có tinh thần chiến đấu. Chúng ta cũng có thể dễ dàng chiếm được cơ nghiệp của nhân loại Đại Đạo Tông và để cho Liên Bang Thất Diệu bước lên một tầm cao mới. Đột nhiên, trưởng lão Quang Diệu bỗng nhiên đứng dậy, thân thể nhấp nháy giống như một bóng đèn. Hắn nhìn chăm chú về phương xa. Sau khi sóng xung kích tiêu tán đi, hư ảnh vùng đất băng giá đã biến mất. Đồng thời, từng tên cường giả siêu phàm cũng biến mất. Mặc dù trưởng lão quan diệu rất mạnh, nhưng ông cũng không thể nhìn thấy chính xác những gì đã xảy ra ở trong thành phố đại đạo. Khí tức của thánh khí chỉ lướt qua thôi, siêu phàm cấp 3 mai phục ở bên ngoài thành cũng không hề cảm nhận được. Huống chi, quân đoàn liên bang thất diệu đang đóng quân ở đằng xa. Trưởng lão đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Một vị tướng quân siêu phàm cấp 2 ở trong quân đoàn liền hỏi. Trưởng lão quan diệu cũng không hề lo lắng. Siêu phàm cấp 3 toàn lấy 3 chọi một. Bọn họ còn có những tên cường giả vô địch chạy tới hỗ trợ, còn có nước thần ăn mòn đến cả hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Nếu thua, bọn chúng phải nói gì bây giờ? Hắn không vội vàng, vẫn ngồi ở trong quân đoàn như lúc trước. Không cần phải sốt ruột. Hiện tại, Bên phía cần phải lo lắng đó chính là Đại Đạo Tông chứ không phải là chúng ta. Thưa trưởng lão đại nhân, những thế lực của bộ tộc khác ở bốn phương của thành phố Đại Đạo đều bị những cường giả của nhân loại tập kích, hơn nữa. Tên siêu phàm cấp 2 dừng lại một chút, trong lời nói còn mang theo sự sợ hãi, trưởng lão của bộ tộc Hoàng Diệt đã bị trọng thương, siêu phàm cấp 2 ở dưới trường đều mất hơn phân nữa. Bên phía trưởng lão của bộ tộc Lam Diệu giống như bị điên rồi những tin tức truyền đến đều là ta không tin điều đó. Nhất định còn có những nhân loại đang ẩn nấp hãm hại bổn trưởng lão. Cơ thể già nua của trưởng lão quan diệu giống như bóng đèn đang lấp lóe. Ngươi vừa nói cái gì? Tại sao ngươi lại không nói tin tức quan trọng đó sớm hơn? Còn chần chờ ở chỗ này làm, tất cả toàn lực tiến lên phía trước cho ta. Siêu phàm cấp 2 cảm thấy bất mãn nhưng hắn cũng không dám nói e trưởng lão quan diệu cảm thấy không thể nào đợi thêm nữa hắn liền gọi tới mấy tên siêu phàm cấp ba khác chúng ta không thể nào đợi được nữa chúng ta cần phải đi hỗ trợ diệu tộc đang bị đám cường giả đại đạo tông tấn công bọn hắn vẫn chưa có bay ra khỏi quân đoàn nơi xa ở trên không trung không gian hơi vặn vẹo một người phụ nữ nhân loại mặc áo ngắn cao bồi hiện đại cấp thần binh bước ra khỏi không gian vặn vẹo khuôn mặt có ba phần giống với đường vũ trưởng lão quan diệu tự nhiên không thể nào phân biệt được. Ngoại trừ tiểu lật trông như một đứa trẻ. Những tên nhân loại khác ở trong mắt bọn họ, ngoại trừ sự khác biệt giữa nam và nữ. Tất cả đều giống nhau. Bọn chúng có thói quen dựa vào khí tức để đánh giá. Tuy nhiên, khí tức của người phụ nữ trước mắt không đúng. Ngươi không phải là con người. Mặc dù, Hải Lam bề ngoài hoàn toàn là con người, bản chất cô lại là một sinh linh được sinh ra từ trái tim Hải Lam, chỉ là có thêm một chút ghen của con người. Cô ấy là một sinh vật đặc biệt. Ngay cả khi khí tức chỉ lộ ra một chút thì trưởng lão quan diệu có thể cảm nhận tên cường giả ở trước mắt rất đáng sợ. Mạnh hơn cả những người tiếp viện mà bọn chúng tìm ở bên ngoài. Bản chất của khí tức cũng không có liên quan gì đến nhân loại. Nhân loại rốt cuộc đã hứa hẹn gì với ngươi, liên bang thất diệu chúng ta sẽ đưa ra gấp ba lần. Hả? Hải Lam nghiêng đầu, với kiến thức ít ỏi của mình, cô suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc mới hiểu được đối phương đang nói cái gì. Đùi gà nướng gấp 3 lần, mì ăn liền gấp 3 lần, gấp 3 lần, phân. Trưởng lão quan Diệu cảm thấy có hy vọng, liên bang thất diệu chúng ta có lịch sử từ lâu đời, nội tình giàu có. Nếu nhân loại có thể làm được thì chúng ta cũng có thể làm được. Để tăng tính thuyết phục, hắn còn đem cơ thể của mình kéo dài và biến hóa thành hình dạng con người ở trên mặt giống như đang phát họa ra mắt mũi miệng hải lâm chợt hiểu ra đây chính là những tên buôn người mà papa đã nói đến những kẻ buôn người sẽ dẫn ngươi đi đến nơi hoang sơ những kẻ buôn người sẽ bán ngươi cho những con quái vật khổng lồ để ăn thịt những kẻ buôn người sẽ lấy đi chân gà nướng và mì gói của ngươi sắc mặt hải lâm lập tức trắng bệch một giây tiếp theo cô liền nổi giận và trong tay liền xuất hiện một cây quyền trượng hình xoắn ốc bản nguyên thiêu đốt. Cô vung tay ra. Trên bầu trời không có gợn mây, sóng biển dâng lên tạo thành một cơn sóng thần cao nghìn mét và đánh thẳng vào trận doanh của liên bang thất diệu. Đậu xanh rau muống, đó là thánh khí. Một cơn sóng thần cao hàng nghìn mét bao gồm vô số giọt nước và mỗi giọt nước đều ẩn chứa năng lượng mênh mông. Trưởng lão quan diệu sợ hãi không thôi. Vừa ra tay, bạn liền lấy thánh khí ra và thiêu đốt bản nguyên đây rốt cuộc là thù oán đến cỡ nào bên trong không gian kỳ lạ được tạo bởi thánh khí thiên địa tỏa đường vũ chia không gian ra thành từng tầng một anh chia thành vô số khu vực chiến đấu loại bỏ những tên khó chơi và ưu tiên giải quyết những tên yếu hơn toàn bộ thành phố đại đạo màu xám trắng tràn ngập dao động chiến đấu khủng bố ngoại trừ những đối thủ tương ứng trước mặt họ hầu như không hề nhìn thấy được bóng dáng của những cường giả khác bản thân đường vũ đã cởi bỏ lớp ngụy trang anh nắm thánh khí thiên địa tỏa, ánh mắt tập trung vào bóng đen như mực ở trước mặt mình. Anh giơ ngón tay cái lên, cảm ơn hiệp sĩ đã cổng nồi. Khuôn mặt ma ảnh trở nên đen thui, à, hắn vốn chỉ là một màu đen thuần khiết, không thể nào nhìn ra vui mừng hay tức giận, đường vũ nghĩ hắn đang rất vui. Lừa đảo những cường giả của liên bang thất diệu, thiêu đốt bản nguyên cũng khiến cho hai tên siêu phàm cấp 3 yếu đi. Điều đó không khiến anh vui sao? Hưu. Trong lúc nói chuyện, một bóng đen khác đã xuất hiện ở phía sau lưng anh, cho đến khi con dao găm đâm vào không gian mới vang lên tiếng kêu rít. Đường Vũ không hề nhúc nhích, những sợi xích của thiên địa tỏa trong tay liền quấn lại. Con dao găm thần binh va chạm với sợi xích bắn ra những tia lửa. Vô số bóng đen từ bốn phương tám hướng đánh tới và những sợi xích giống như bầy rắn đang xen lại thành một lớp phòng ngự không có kẻ hở. Trình độ không gian của ngươi cũng cao thật đấy. Sau vài lần chiến đấu, ma ảnh mới phát hiện đường vũ sử dụng lực lượng không gian cho dù sợi dây xích của thánh khí có mạnh tới cỡ nào cũng không thể nào ngăn cản hắn vượt qua không gian để giết người đó cũng không phải là một món thánh khí phòng thủ ma ảnh đã hiểu được đối mặt với một đối thủ hiểu được không gian hắn không thể nào thắng được ngay lập tức hắn liền lưu lại một phân thân năng lượng ngay tại chỗ toàn bộ thân thể liền bay về phía bên kia của sương mù màu xám không gian hơi yếu lần này hắn nhất định không có nhìn nhầm con dao găm đã xé mở không gian và hắn có thể nhìn thấy những cường giả khác đang chiến đấu hắn liền lao ra ngoài từ phía bên kia của sương mù màu xám hắn liền trở lại không gian nhỏ mà đường vũ đang ở chỗ đó ta đâu nói cho ngươi đi đâu trình độ không gian của ma ảnh kém hơn hắn rất nhiều tuy nhiên ở phương diện cảm thụ không gian thì vô cùng ưu tú nếu anh không can thiệp vào việc phán đoán không gian của thánh khí Ma ảnh cũng không có khả năng phá vỡ kết giới không gian, đó chính là kết giới của thánh khí. Vô số không gian bị chia cắt cũng không thể nào ngăn cản được ma ảnh. Chỉ có lãnh chúa Đường tự thân ra tay mới để cho ma ảnh ngồi xuống tán gẫu và uống trà. Làm nội gián có cái gì không tốt, hết 3 năm lại 3 năm rồi thêm 3 năm nữa. Nói không chừng ngươi sẽ trở thành lão đại. Một tầng không gian khác. Bốn phía xung quanh của trưởng lão Hồng Diệu đều tràn ngập các luồng khí màu xám. Hắn có phun ra bao nhiêu nguyên lực ngưng tụ Cũng chỉ có thể xua tan một ít xương sám Sau một thời gian Sương mù xám lại một lần nữa hội tụ Bất kể hắn có di chuyển theo hướng nào Dường như không hề có điểm kết thúc Chúng ta đã bị mắc kẹt Giống như những gì mà tên nội gián kia nói Đó chính là sức mạnh không gian Toàn bộ sơn hải đại thế giới Có rất ít người có thể sử dụng lực lượng không gian Thậm chí Không một ai có thể chạm tới cánh cửa pháp tắc Ngưu đồ cũng bị mắc kẹt trong cùng một tầng không gian, hắn trơ mắt nhìn qua. Không tốt, vần hào quang trên người trưởng lão Hồng Diệu đột nhiên thay đổi, có một siêu phàm cấp 3 đã mất mạng. Cái chết đó giống như một sự khởi đầu. Bọn họ có thể miễn cưỡng cảm nhận được khí tức của siêu phàm cấp 3. Một trong số đó, khí tức bị giảm xuống tận đáy và liên tiếp biến mất. Đại đạo tông không hề có bảo vật như nước thần ăn mòn, làm sao có thể để cho siêu phàm cấp 3 bên phía chúng ta trong thời gian ngắn chết đi." Trưởng lão Hồng Diệu hơi sốt ruột nói ra. Những tên siêu phàm cấp 3 đó yếu đến đâu cũng đều bên phía liên bang thất diệu bọn họ. Ngưu Đồ cũng sốt ruột, hắn biết rất rõ, mình ở bên phe đối lập với Đại đạo tông. Sau khi liên bang thất diệu thất bại thì tới hắn cũng sẽ nằm xuống. Hắn cẩn thận lấy ra chiếc Triều thần binh cấp 2 ra. Nguyên lực điên cuồng tràn vào bên trong chiếc rìu và đánh ra một đòn. Bùng. ầm ầm. Tựa như một đòn giáng xuống thiên địa, khí tức màu xám vô tận ở trước mặt hắn bị một rìu liền biến mất đi một mảnh. Một lúc sau cũng không còn bao nhiêu luồng khí máu xám để bổ sung lại. Con trâu ngốc này mạnh đến vậy sao? Trưởng lão Hồng Diệu cảm thấy khiếp sợ, hắn thấy ngư đồ dừng lại, tại sao bạn không tiếp tục nữa? Tôi cảm thấy anh có thể chia đôi không gian này ra làm hai. Ngưu đồ một hồi lâu mới mở miệng nói, nếu ta bổ thêm vài rìu nữa thì ta cũng tiêu luôn. Chiếc rìu thần binh cấp 2 lưu chuyển ánh sáng hơi ảm đạm. Lúc này, nó không thể nào chống đỡ nổi nguyên lực khổng lồ mà ngưu đồ rót vào. Bề mặt chiếc rìu có một số vết nứt nhỏ, đang chậm chạp chữa trị lại, thanh thần binh rìu này tuổi thọ cũng đã đến giới hạn. Ngươi không có thần binh cấp 3 sao? Cho dù đó không phải rìu thì so với thần binh cấp 2 mạnh hơn nha. Ta, khục, tôi không có. Trưởng lão Hồng Diệu ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, bản thân người là một tên siêu phàm cấp 3 gần như vô địch ở trong giới. Ngay cả khi ngươi chỉ là một tên độc hành, cũng không thể nào lăn lộn thảm đến như thế chứ. Lúc trước, trưởng lão Hồng Diệu đã trò chuyện một số cường giả siêu phàm hàng đầu để gia nhập kế hoạch lần này. Ngư đồ là người muốn lấy phần thưởng thấp nhất trong số những người đó. Ngay cả một nửa thù lao của ma ảnh và hủy diệt chi nhãn cũng chưa có tới. Trưởng lão Hồng Diệu nghĩ rằng thực lực của tên ngưu đồ cũng tương đối trung bình. Bây giờ, hắn phát hiện, có vẻ như tên này quá nghèo. Hắn hơi đau lòng lấy ra một thanh trọng kiếm, thanh thần binh cấp 3 này, trước tiên đưa cho ngươi mượn. Nếu như ngươi có thể chém chết ba tên cường giả nhân loại trở lên thì thanh chiến đao này về sau sẽ là của ngươi. Ngưu đồ hai mắt sáng lên, cẩn thận nhận lấy. Trưởng lão Hồng Diệu nhìn thấy ở trong mắt. Hắn cảm thấy mình bỏ ra một thanh thần binh cấp 3 có thể lôi kéo một tên cường giả vô địch, giao dịch này cũng không hề lỗ. Không phải chiếc rìu mà Ngưu Đồ hay sử dụng, nhưng sau khi tiếp nhận thanh kiếm thần binh cấp 3 kia, khí thế của Ngưu Đồ đã thay đổi một cách mạnh mẽ. Thẳng tiến không lùi. Không có kỹ xảo hoa mỹ gì hết, chỉ một đao bổ ra bên ngoài. Đao mang kinh cũng đánh về phía cuối không gian. Một tiếng nổ vang đầy trời kèm theo từng tầng không gian chịu không nổi liền vỡ vụn. Nó giống như rơi từ tầng 10 xuống tầng 9. Mặc dù, bọn chúng vẫn còn ở trong kết giới không gian thiên địa tỏa. Nhưng, ngư đồ và trưởng lão Hồng Diệu đã nhìn thấy những cường giả khác. Hai tên siêu phàm cấp 3 đang bị hai vị trưởng lão của đại đạo tông đè ép. Ký tức của bọn họ hơi suy nhược. ầm ầm, Ngư đồ lại bổ ra một đao. Ánh đao giống như cối xây khổng lồ đẩy về phía trước. Mọi thứ cản trở đều biến thành hạt bụi nhỏ nhất. Tạ y và la triết thấy tình hình không ổn, trong nháy mắt lập tức bỏ chạy. Bang! Lại thêm một tầng không gian khác bị phá hủy. Nằm ở tầng dưới cùng là không gian của đường vũ và ma ảnh. Đường vũ cầm trong tay thiên địa tỏa, vô số xiềng xích liền bao quanh thân thể. Bản thân ma ảnh rất thích đùa giỡn người khác, nhưng hiện tại hắn không thể nào chịu được. Muốn chém muốn giết tùy ngươi, không cần phải vây nhốt ta ở chỗ này không nên xem thường đạo đức nghề nghiệp của ma ảnh ta mặc kệ ngươi làm cái gì ta cũng sẽ không bao giờ đứng về phía nhân loại các ngươi đâu đường vũ không hề có biểu cảm gì nhưng ngươi nghĩ lãnh chúa ta đây không muốn làm thịt ngươi sao chúng ta cùng nhau làm điều đó mới được bản thân mình duy trì thiên địa tỏa hơi khó khăn ma ảnh cũng không phải thứ đồ bình thường nếu là phòng thủ với trình độ không gian vượt trội và ưu thế của sân nhà đối với anh như thế đã đủ nhưng nếu tấn công chỉ sợ sẽ lộ ra sơ hở nhiều bản thân là tông chủ của tông môn làm sao anh có thể làm ra loại chuyện mất mặt như thế cơ chứ đột nhiên đường vũ hơi nhíu mày một âm thanh ầm ầm cứ như thế truyền đến anh hơi nhìn qua không gian từng tầng đang bị phá hủy các cường giả của liên bang thất diệu đã hội tụ lại một chỗ y liên và những người khác cũng quay trở về xung quanh anh ngay khi trưởng lão hồng diệu vừa đến hắn nhìn thấy ma ảnh và tông chủ đại đạo tông cách đó không xa, ta thật mù mắt khi bỏ ra lượng lớn nguyên tinh. Nếu sớm biết trước, ta thà ở công hội ám ảnh đi thuê những cường giả khác. Lúc đầu, hắn thuê ma ảnh vì tránh cho bọn ở trung gian kiếm giá trên lệch. Nhưng hắn không ngờ tới mình lại rơi vào cạm bẫy của đám nhân loại. Cường giả hai phe lại đối đầu một lần nữa. Một bên là những thành viên cấp cao của đại đạo tông, số lượng vẫn y như lúc trước. Bên kia thì thiếu đi một vài tên siêu phàm cấp 3, một số người ở liên bang thất diệu cũng bị thương không hề nhẹ, à, còn có một tên ma ảnh cô độc. Tất cả đồng loạt ra tay. Trưởng lão Hồng Diệu quyết định dứt khoát và thúc giục thánh khí phi đao bị hư hại. Ngư đồ cũng thiêu đốt bản nguyên, thanh trọng kiếm ở trong tay phát ra dao động đáng sợ. Những đòn tấn công của tất cả cường giả siêu phàm cấp 3 đều hướng về phía của đại đạo Tông đánh tới. ầm ầm ngay khi ở trên không trung thì thành phố đại đạo trắng xám ở bên dưới cũng hoàn toàn biến mất trong phạm vi mấy nghìn cây số chỉ có thể nhìn thấy một vụ nổ vô cùng chói mắt đường vũ lắc đầu và khống chế thiên địa tỏa dời vị trí của bọn họ để tạm thời tránh đi đòn tấn công kia ầm ầm cả không gian rung động dữ dội dao động mạnh hơn nhiều so với bọn chúng dùng hết sức tấn công tiếp điểm của không gian trước đó có hy vọng không chỉ có trưởng lão hồng diệu nhìn thấy những cường giả khác cũng thế. Bọn chúng điên cùng thiêu đốt bản nguyên, những người có thánh khí bị hư hại đều liều mạng vận chuyển. Bọn chúng thực sự sợ đại đạo tông chia các bọn họ thêm lần nữa. Ba lần liên tiếp. Bản nguyên thiêu đốt đến cực hạn. Khi cường giả của đại đạo tông muốn quấy rối bọn chúng, không gian đã nứt ra những vết nứt giống như mạng nhện. Phạm vi càng lúc càng rộng, gần như bao trùm cả bầu trời. Phanh kết giới không gian của thiên địa tỏa đã bị phá vỡ hoàn toàn nó không còn là một không gian màu xám trắng xuất hiện ở trước mặt trưởng lão hồng diệu và những cường giả khác bầu trời trong xanh và những đám mây trắng lướt qua tuyết trắng mênh mông bao phủ đợi đã đây không phải là thành phố đại đạo đúng không trưởng lão hồng diệu nhìn về bốn phía hắn càng nhìn lại càng cảm thấy quen mắt đường vũ giang rộng hai cánh tay ra nở nụ cười ấm áp nói chào mừng các bạn đã đến với thế giới băng giá nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha